Chúng tôi là Trọng thắng xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức trong ngày hôm nay. Mở đầu chương trình là phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảnh Tenley Yến. Số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron bản tin đầu trong chương trình của chúng tôi cho biết là hoa kỳ sẵn sàng đàm phán không điều kiện tiên quyết với bắc hàn Bản tin từ Hoa Thịnh Đốn cho biết là Hội đồng An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ đã tuyên bố để ngỏ đối thoại đối với Bình Nhưỡng mà không đặt ra bất kỳ một điều kiện tiên quyết nào. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ là ông John Kirby đã cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến rằng mục tiêu của Hoa Kỳ là phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng bán đảo Bắc Hàn và chúng tôi tin là vẫn còn đường ngoại giao cho điều này. Theo lời của ông John Kirby, thì Hoa Kỳ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với chủ tịch Kim Jong-un mà không đặt ra bất kỳ một điều kiện tiên quyết nào. Nhưng ông Kim đã không đáp lại lời đề nghị mà tiếp tục các hành động khiêu khích, phóng hỏa tiễn và theo đuổi một tham vọng hạt nhân gây bất ổn nghiêm trọng hơn. Tuyên bố đã được ông Kirby đưa ra ngay sau khi các đơn vị quân đội của Bắc Hàn tham gia một cuộc diễn tập mô phỏng vũ khí hạt nhân chiến thuật từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 9 tây tháng 10 nhằm đáp trả lại các cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ, Nam Hàn, Nhật Bản. Chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Hàn đã giám sát các cuộc diễn tập đồng thời. Ông tuyên bố là không cần đối thoại với Hoa Thịnh Đốn hoặc là Hán Thành. Bắc Hàn đã tổ chức 7 vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo trong vòng 2 tuần qua. Trong đó, vụ thử gần nhất diễn ra trong ngày 9 tây tháng 10 tính từ đầu năm, Bình Nhưỡng đã phóng hơn 40 chiếc hỏa tiễn đạn đạo. Đây là mức nhiều nhất mà Bắc Hàn từng thực hiện trong một năm. Theo thông tấn xã Yonhap của Nam Hàn cho biết, thì Bình Nhưỡng đã hoàn tất tất cả các bước chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới. Cơ quan tình báo của Nam Hàn cho biết, Bắc Hàn có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ bảy sau ngày 16 tháng 10. Ông John Kirby đã từ chối bình luận khi được hỏi liệu Hoa Thịnh Đốn có xem xét việc tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Nam Hàn nếu như Bắc Hàn tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ bảy hay không. Lần gần đây nhất Bình Nhưỡng thử hạt nhân là vào tháng 9 Vũ khí hạt nhân chiến thuật là vũ khí hạt nhân có sức công phá thấp, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu nhỏ trên chiến trường, trong khi đó thì vũ khí hạt nhân chiến lược thì có sức hủy diệt lớn, thường được sử dụng trong một đòn tấn công quyết định của cuộc chiến tranh toàn diện. Sau có bản tin cho biết là hải quân của Hoa Kỳ đặt mục tiêu đưa 100 con tàu không người lái để tuần tra vùng biển của Iran. Phát biểu tại Học viện Tuần Duyên Hoa Kỳ, Phó Đô đốc Brad Cooper, tư lệnh hạm đội 5 Hải quân của Hoa Kỳ cho biết rằng chúng tôi đã đặt ra một mục tiêu là có khoảng 100 con tàu mặt nước không có người lái gọi tắt là USV sẵn sàng tuần tra những vùng biển quanh bán đảo Ả Rập trước mùa thu của năm 2023. Trong đó, phần lớn các hệ thống sẽ được cung cấp bởi các đối tác trong khu vực và quốc tế. Bộ Tư lệnh Trung tâm Quân đội của Hoa Kỳ đã thử nghiệm một mô hình triển khai những con tàu không người lái kết hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trên đất liền để tìm kiếm những mối đe dọa quân sự và hoạt động trái phép trên biển hoặc tại Trung Đông kể từ năm 2021. Lực lượng con tàu không người lái được đưa vào nhóm tác chiến số 59. Đây là một đơn vị chuyên tập trung cải thiện khả năng nắm bắt tình huống và thu thập dữ liệu tình báo trên biển thông qua kết nối nhiều hệ thống không người lái khác nhau. Khác với nhiều loại máy bay không người lái đã được Hoa Kỳ sử dụng, những thiết bị và cảm biến trên những con tàu không người lái này có thể mua trên thị trường không chứa những dữ liệu bí mật của quân đội thông tin thu thập từ tàu không người lái sẽ được chuyển về trung tâm chỉ huy để quân nhân ra quyết định hành động mỗi khi hệ thống trí tuệ nhân tạo phát hiện ra những dấu hiệu lạ. Đợt thử nghiệm lớn nhất với mô hình này đã diễn ra trong đầu năm nay khi năm chiếc tàu không người lái tham gia vào cuộc diễn tập với 60 quốc gia nhằm xây dựng một bức tranh tác chiến thống nhất cho hạm đội năm Hoa Kỳ. Cho hạm đội năm của Hoa Kỳ và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã hai lần bắt những con tàu không người lái của Hoa Kỳ với những cáo buộc gây nguy hiểm cho giao thông đường biển trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua. Nhưng sau đó họ đã thả tất cả những con tàu này và không đưa về bờ. Tin từ thủ đô Hòa Thịnh Đốn cho biết là chiếc xe của Đại sứ quán Azerbaijan bị bắn. Văn phòng báo chí thuộc Bộ Ngoại giao Azerbaijan đã ra một tuyên bố trong ngày 12 tới tháng 10, Chúng tôi mời đại diện của bên Mỹ tại Azerbaijan đến Bộ Ngoại giao để bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và sự không hài lòng về sự việc này. Chúng tôi đã nhấn mạnh với phía Mỹ là yêu cầu phải bảo đảm an ninh cho cơ quan đại diện ngoại giao của Azerbaijan. Bộ Ngoại giao của Azerbaijan cho biết rằng một loạt phát súng đánh nhắm vào một chiếc xe của đại sứ quán nước này ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong đêm ngày 10 tới tháng 10 nhưng không dây không nói rõ thiệt hại những gì. sứ quán của Azerbaijan đã gửi một video về vụ tấn công cho các cơ quan tại Hoa Kỳ. Quốc gia Azerbaijan gần đây xảy ra các loạt cuộc tấn công có hệ thống nhắm vào các cơ quan ngoại giao của họ ở tại Hoa Thịnh đốn, Paris, Beirut và một số thành phố lớn khác. Quốc gia Azerbaijan đã cáo buộc Armenia đứng sau các vụ tấn công này bộ ngoại giao của họ cho biết thêm rằng bảo đảm an ninh cho các cơ quan đại diện ngoại giao của chúng tôi ở nước ngoài là trách nhiệm của quốc gia sở tại theo công ước quốc tế về vấn đề này thì chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh cần phải tiến hành các cuộc điều tra thích hợp và bảo đảm an ninh cho các đại sứ quán các nhà ngoại giao của chúng tôi ở cấp độ phù hợp hoa kỳ và armenia chưa phản hồi về thông tin nói trên Cả hai quốc gia Armenia và Azerbaijan trong tháng trước đã cáo buộc đối phương tập kích mục tiêu quân sự qua biên giới, khiến cho cả hai bên đều ghi nhận binh sĩ bị thiệt mạng và phải kêu gọi các lãnh đạo thế giới can thiệp để ổn định tình hình. Hai quốc gia đã từng xảy ra các cuộc chiến tranh vào những năm 1990 và năm 2020 liên quan tới vùng lãnh thổ ly khai đó là khu vực Nagorno Karabakh. Khu vực này tách khỏi quốc gia Azerbaijan kể từ khi lực lượng ly khai thân Armenia kiểm soát của khu vực này ngay sau cuộc chiến đầu những năm 1990, cuộc chiến 6 tuần vào mùa thu của năm 2020 giữa hai bên khiến hơn 6.500 người bị thiệt mạng, giúp cho Azerbaijan giành lại một phần lãnh thổ từ phe ly khai. Xung đột kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn với Nga làm trung gian. Sang qua bản tin từ Louisiana cho biết là một con thuyền bị chìm khiến cho ba người tay không chống trả lại cá mập. Lực lượng tuần duyên của Hoa Kỳ tại Louisiana đã ra một thông cáo cho biết là họ nhận được tin một thuyền câu bị mất tích ngoài khơi của khu vực biển Empire thuộc Louisiana hai ngày trước đó và đã tổ chức tìm kiếm. Giới chức sau đó đã phát hiện ra được một chiếc thuyền dài hơn 7 mét đã chìm vào khoảng 10 giờ ngày 8 tới tháng 10. Cho đến ngày 9 tới tháng 10, thì trực thăng của lực lượng tuần duyên đã phát hiện ra ba người đàn ông trôi dạt trên biển và đã đưa tàu cứu hộ đến hiện trường theo thông cáo của lực lượng tuần duyên cho biết là khi đến nơi chúng tôi đã chứng kiến hai trong số họ đang chống trả lại con cá mập hai tay họ đều bị thương và họ đã được kéo lên khỏi mặt nước trước khi phải chịu thêm những thương tích do cá mập gây ra người thứ ba có dấu hiệu hạ thân nhiệt và đã được trực thăng đưa ra khỏi mặt nước cả ba người sau đó đã được đưa vào một bệnh viện và hiện nay đang trong tình trạng ổn định danh tính của những người này không được tiết lộ theo lời của thiếu tá cảnh sát Kevin Kiffy cho biết rằng, chúng tôi đã tìm kiếm ở khu vực có một diện tích gần bằng tiểu bang Rhode Island và rất may là đã tìm kiếm được những người bị mất tích. Đề cập đến tiểu bang có diện tích hơn 3.100 cây số vuông của Hoa Kỳ, thì họ cho biết nếu ba người này không mặc áo phao thì kết cục có thể sẽ tồi tệ hơn. Các nhà điều tra chưa cho biết nguyên nhân khiến cho con tàu của ba người đàn ông này bị chìm. Tin từ Missouri, một người phụ nữ đã bị bắt cóc, bị nhốt ở tầng hầm và bị cưỡng hiếp trong vòng một tháng trời. Theo thông tin trên tờ báo Kansas City Star cho biết rằng, một người phụ nữ ở Missouri đã bị giam cầm trong một căn phòng ở tầng hầm trong khoảng một tháng và bị cưỡng hiếp liên tục trước khi cô trốn thoát. Nạn nhân đã được tìm thấy vào đầu ngày 7 tới tháng 10 trong một bộ đồ lót trên cổ có xích khóa kim loại và băng keo dán quanh miệng. Theo các tài liệu truy tố được đệ trình trong ngày 11 tới tháng 10, người phụ nữ đã nói với cảnh sát rằng cô đã bị bắt vào đầu tháng 9 và sau đó bị đưa tới một ngôi nhà và nhốt trong một căn phòng nhỏ ở tầng hầm. Nghi phạm là Timothy mươi 39 tuổi, cư trú tại Excelsior Spring ở Missouri. Người này đã bị bắt giữ trong ngày 7 tây tháng 10 và bị buộc tội hiếp dâm, bắt cóc, hành hung và sẽ phải lãnh một án tù với số tiền phạt lên tới 500.000 Mỹ Kim. Cảnh sát đã tháo chiếc khóa mà họ nói là gây hạn chế hô hấp cho nạn nhân. Nạn nhân chỉ ra ngôi nhà của nghi phạm trên đường và được đưa tới bệnh viện. Theo thông tin cho biết là nghi phạm đã dùng còng để khóa cổ tay và cổ chân của nạn nhân. Nạn nhân đã tìm cách thoát thân khi nghi phạm đưa con đi học. Người phụ nữ khai rằng nghi phạm thường xuyên đánh đập và hãm hiếp cô. Cảnh sát cho biết và nói thêm rằng người phụ nữ đã có những vết thương ở trên lưng. Theo lời của Sierra Tap và Lisa Johnson là hàng xóm của nghi can đã cho đài truyền hình địa phương KSHB biết trong ngày 10 tới tháng 10 rằng nạn nhân sau khi ra khỏi căn nhà của nghi can đã đập cửa nhà của họ và cầu xin sự giúp đỡ. Nạn nhân đã báo cáo vụ việc với nhà chức trách vào lúc 7 giờ 47 phút sáng ngày 7 tới tháng 10 theo giờ địa phương. Hiện nay thì cảnh sát vẫn đang xác định xem còn có một nạn nhân nào khác nữa hay không vẫn theo tin tức của tờ kansas star cho biết rằng kể từ khi mà nghi can bị bắt giữ thì cảnh sát đã mang những túi lớn bằng chứng từ ngôi nhà của nghi can họ cũng sử dụng chó nghiệp vụ để kiểm tra sân nhà và xe tải của nghi phạm là timothy hasles